Rồi. Vinahouse remix 2018. Em chơi luôn nguyên một set nhạc Vinahouse cực đỉnh 2019. Nó dài tầm 50 phút. Đúng giai điệu luôn rồi. Rồi ok. Cái này vô tempo rồi, lộ rồi. Thành ơi. Xong bài này kiếm cái bài mấy bạn Aerobit á, anh hướng dẫn với cô. Một mai. Chị em công nhân ơi. Một mai ta cơn. Tôi lo cho Hiếu quá, tại vì hai bạn trước Hiếu là cũng ấy lắm. Hiếu. Đó, chưa chi nhảy quần quạng. Gì đó. Rồi, biết bài gì được không? Bài gì? À, em không biết. Lái xe, ba em là công nhân lái xe. Mà đăng quá rồi kìa. Bus là bùm bà là bùm bà là bùm. Mà đang sáng tác bài mới luôn rồi đó anh. Đăng ơi. Hả? Bài gì vậy? Đánh gôn. Ở đây nhìn từ đầu cuối còn không biết. Cái cuối nè. Bài đó mà không biết. Vũ đạo Lăng Quang hả? Rồi. Vinahouse remix 2018. Em chơi luôn nguyên một set nhạc Vinahouse cực đỉnh 2019. Nó dài tầm 50 phút. Đúng giai điệu luôn rồi. Rồi ok. Cái này vô tempo rồi, lộ rồi. Tròn. Chính giữa. Cái này nhạc kịch rồi. Con rắn ở trong vòng tròn. À con Jun. Con này là con gì mà. Cô cho tập trung với. Vô tập trung coi. Mình tập dịch cân kinh hả? Để con đứng sau đi con dòm nha. Bây giờ con mở nhạc xong một xíu. À mở nhạc xong hả cô hả? À ơi. Chưa mở nhạc em biết anh em hướng dẫn với cô. Thành ơi, xong bài này kiếm cái bài mấy bạn Aerobit á, anh hướng dẫn với cô. Ba ơi, bình thường là con biết bà là thầy ở đây để dạy tất cả các cô ở đây. Thì bây giờ đoàn 2001 đêm của con tới đây. Aerobit. Và con ở trên thành phố Hồ Chí Minh cũng là một thầy dạy về Aerobit. Con có rất là nhiều bằng về Aerobit, cũng như là con đã thi SEA Games rất là nhiều lần. Và đây là trợ giảng của con. Thì bây giờ tụi con sẽ nhảy và tụi cô sẽ nhảy theo con nha. Rồi. Dạ rồi. Mời trợ giảng. Mời. Lên rồi mấy em ơi. Quẩn mấy chân rồi. Mấy em ơi. Chưa. Ủa chưa hả? Dạ con ạ. Con 15. Nhảy đi chị ơi. Sung lên đi con ơi. Tay chân nào. Tay chân nào cô ơi. Sung lên nào. Hey. Đẩy ngực nha. Vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Châu ơi, tập Châu ơi. Đổi bên. Ơi. Thầy ơi, mệt quá mấy con ơi. Đang quay chị đó, chị tập cho chuyên năng cho chị. Eo. Tuấn ơi, tập trung Tuấn yeah. Ơi. Chỉ đi. Quay mau. Ủa? Dạ không có được, không có được. Tại vì động tác này cho nó săn vòng 3. Dạ. Lắc. Lắc lắc ở bên cạnh. Cặp đôi. một mai chị em công nhân ơi. Một mai ta cơn. Rồi cảm ơn ngoại, chúc bà ngoại nhiều sức khỏe, cũng như chúc mấy cô mấy chưa mấy chị ở đây hoặc là nhiều sức khỏe mà cũng yêu đời và tràn trề năng lượng như ngày hôm nay. Hôm qua khuya trời ơi quay mệt, nhưng mà từ trên lầu nhìn xuống thấy mấy cô nào cũng năng lượng, mà cô nào cũng lớn hết trơn rồi. Tự nhiên tụi con gọi là có động lực. Đúng rồi. Và có một cái ước mơ là sau này bằng tuổi của mấy cô, tụi con cũng khỏe mạnh và yêu đời cho mấy cô. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Mệt quá. Dẫn tụi con đi y tá. Tiếp tục đi. Ủa? Tiếp tục đi. Trời ơi, ăn không hết được rồi.
Chào buổi sáng với chương trình Hai Ngày Một Đêm. Về ngủ đi. Về ngủ đi, về ngủ. Em ra đây à? Cô làm sao thoát được tôi? Nãy nhờ anh. Nhờ anh lôi em đi. Hiếu bị cào không Hiếu? Dạ không, dạ không. Em có kinh nghiệm mà. Nãy ra, đúng rồi. Cái này sao mà chạy được? Không có chạy được đâu nha. Nguy hiểm, cẩn thận nha. Về ngủ đi con. Về gia đình đi, cha mẹ đang mong. Về đi con, về với mẹ cha. Vừa hát vừa lưỡng lự. Có nên không? Có tài đâu em luyến. Nó có những cú luyến. Tại em thấy bên anh luyến cái bên tự nhiên thành sai chính tả. Nên thôi em hát đúng chính tả, kệ nó. Bắt đầu em hát giọng miền Nam. Em ngóng trong tinh vàng. Hồi em hát em ngóng trong tinh vàng. Cho chắc. Cái đoạn anh quên là anh không có biết luyến vô của em sao. Em đi cái em bị luyến không được. Mê hoặc. Hiểu ơi, hửi mùi đi, mùi mê hoặc nè. Rơi vậy? Thơm vậy? Mọi người xịt miếng không cho tỉnh. Đừng xịt như miệng, như mắt gì là được. Đừng tưởng nó xịt khoáng là được nha. Thơm thơ miệng. Không, kiểu như em mà kiểu hay mà cảm thấy mà hơi đừ đừ á thì em muốn xịt miếng. 10 lần về miền Tây là y chang vậy luôn. Thường lần nào cũng vậy luôn, chứ không phải là lần này. Tức là người miền Tây đặc biệt là thương là biểu hiện mãnh liệt luôn. Ví dụ người miền khác cũng thương nhưng mà họ biểu hiện cách khác. Ví dụ người miền núi ở ngoài Tây Bắc thì họ sẽ rụt rè hơn tí. Người miền Trung họ sẽ thương nhưng mà nói cái rồi đi. Còn người miền Tây là ta thương là ta ở lại hoài. Hồi sáng là có đoạn mình bị mưa á anh. Là mọi người đứng chờ mình ở phía trước mà áo mưa vẫn chờ luôn mà mưa lớn á, mưa lớn lâu luôn. Chỉ sợ là chạy theo chụp hình nó nguy hiểm thôi. Đúng rồi. Em thấy rõ ràng dưới tay của em á, mọi người rất là thương quý nghệ sĩ. Khách đến nhà cũng vậy. Nhưng mà ngủ mà cực nhất hình phạt là mọi người sẽ phải ngủ ở đâu? Có một đợt mà sáng mai Hiếu cứng người là Hiếu ngủ ngoài bờ biển. Gió biển. Nằm trên cái thúng gió biển. Có một đợt anh ngủ cũng bờ biển nhưng mà là trong cái lều bờ biển. Dạ. Em có em ở trong phòng. Anh với Hiếu, với Tuấn hả? Em với Hiếu bờ biển với anh. Là lều. Dạ. À cái chòi phải lều. Cái đợt mà em với Rít phải đi lên núi để lấy thức ăn ăn đó. Nên gọi hải đăng đó, chỗ đó mới ghê. Đăng bờ biển luôn. Ngọn hải đăng lên trên đó ngủ trên đó rồi ekip thì sáng lên ngọn hải đăng. Rồi có một đợt là toàn bộ tụi anh luôn, thắng hay thua gì cũng đều ngủ bờ biển Quy Nhơn luôn. Dạ. Lúc đó là ekip rút vô trong hết, còn lại mọi người ở ngoài. Ekip dựng lều cái bên luôn. Ekip dựng lều cái bên, mấy bạn quay phim là ngủ cái bên hết. Em thấy giờ có ai bình thường lên đây, đây là bạn mình thao gimbal. Thay là không bao giờ mà không có được là bạn thao. Đó, còn đây là bạn Dũng. Bạn Dũng hết pin, cứ cầm máy lên là hết pin. Bạn đâu bạn này mới hay. À, bạn là bạn Dũng, đây là bạn Dũng mà bạn Dũng là... Thở bên tim. Thở bên tim. Bạn đâu bạn này mới hay nè, cái gì cũng giỏi hết á, mà bị say xe. Xe gì nè, cái phải ngồi ngược lại đi quay nghệ sĩ, đâu nửa tiếng đi. Mặt xanh lè. Bạn cái đầu bạc nó nhậu cái mặt nữa. Còn đây là bạn Tây. Đó, người này chỉ thì bạn quay người khác. Đó, hay lắm, đó, ok lắm. Tức là anh có một cái nội lơi nhất định khi mà anh lia máy đúng không? Đó, mình quay ở quay với Isaac, anh vừa nằm đúng một tiếng cho em rồi đi chèo xuồng, chèo đò ra ngoài sông gì nữa đó. Ủa, ra quay với ai ta? Isaac với lại Vinh. Vinh, trời ơi, dám em. Dạ. Ai đó là ở ngoài đạp Phú Ninh? Em không nhớ. Đúng rồi, cái chỗ cái cây cô đơn đúng không? Đạp Phú Ninh đó, quê anh mà. Vừa ngủ có tiếng, hai tiếng Quảng Nam đó, Quảng Nam đó. Dạ. Bắt làm nữa. Mình nằm trên cái giọng ở trong một cái resort ở Hội An nhớ không? Rồi. Trời đào quýnh 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 cái gói đó. Điên rồi.